Ela virou de novo e só foi um gato cheio, né? Um bot filho, é que eu sei que sao diễn cho chủ khi mà dùng kia đóng kia chưa đông nhập có thống kê các xe theo tỉnh thành theo từng khu vực có tài xế và không tài xế rồi tìm xe ví dụ tìm ở Hà Nội đây xe này đều ở tỉnh đều ở Hà Nội này. Ở bên này có những option lọc tiếp rồi chức năng để đăng ký thành chủ xe tên phải là đăng nhập để nhập thẻ thành viên này khi đăng nhập vào thì người dùng có thể thuê xe nha nhưng mà để thuê được xe thì phải cập nhật thông tin tài khoản cá nhân đầy đủ thông tin thì lúc đó hệ thống mới cho thuê xe à, ở đây còn lúc thông báo những cái đơn hàng của mình ví dụ là đặt xe ở Đà Nẵng đi này. Nha. Xem. Đơn đã có đơn này lúc này sẽ qua bên chủ xe để xác nhận thông tin bên chủ xe sẽ có một thông báo là có xe đấy là xe của nó luôn rồi đơn hàng này ở đây chính chính nó luôn thì duyệt này tiếp theo qua đơn hàng này ok vậy là phải chọn một cái xe không phải của mình kia rồi để qua những chuyến đi thanh toán nhé còn thẻ nội địa này mở xe này thông tin thẻ thì ở lấy ở bên này đây ở trong của nó này sẽ không thông báo đơn hàng đặt này khi thanh toán hay không thì số dư sẽ tăng lên đơn hàng mới được thanh toán này còn số dư thì người dùng
không thể bị con protein này. Còn có tiền thì số số này theo gì sao này số giao dịch này cái lúc nãy vừa mới gửi con số tiền này ok thì ở đây cũng có thống kê cho mình luôn nhé. Ok. Ví dụ chiếc xe này nãy tôi đặt vào trong chiếc xe đấy toàn nắng này khi chọn trường này thì sao đây là chọn mùng 3 luôn chọn đến ngày mùng 1 phía bên người dùng ấy thì có đăng ký xe sau đấy còn bên admin sẽ duyệt lúc đấy thì xe mình sẽ lên được hệ thống này bây giờ có admin này. Okay. Vì số lượng chưa có cho nên nó sẽ bị trống như này. Thì bên này nó có con này có tìm xa này các con xe và xe người dùng này có nhiều người lịch sự thanh hợp đồng chỉnh sửa về hợp đồng này nó nằm ở đây này đây nó nằm ở đây lịch sự thanh toán này và có những cái sự kiện này tức là nó sẽ tạo những ngày giống như kiểu có ngày thế thì nó sẽ giảm giá như thế nào ấy thì ở đây nhá ok
ci fanno di non si può đấy là cái đơn hàng. Lúc này có một cái đơn hàng gọi là nó không chỉ cho mình thì cái đấy chắc là do đã thanh toán rồi. Xe này ở ngày trong khoảng giữa ngày này nhá. Này cái hàng check sửa chuẩn lắp ấy. Check.